Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Etivas được sản xuất tại Meyer, BPC. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Etivas cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Etivas: Simvastatin 20 mg, Ezetimibe 10 mg. Dạng bào chế: viên nén. Công dụng và chỉ định của thuốc Etivas: tăng cholesterol máu nguyên phát. Thuốc được chỉ định như điều trị bổ sung cùng chế độ ăn kiêng để giảm hiện tượng tăng cholesterol toàn phần, toàn phần. Cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp, LDLC, apolipoprotein B, ApoB, triglyceride, TG và cholesterol lipoprotein tỷ trọng không cao, không HDLC. Và để tăng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao, HDLC, ở bệnh nhân có tăng cholesterol máu nguyên phát, dị hợp tử có tính chất gia đình và không có tính chất gia đình, hoặc tăng lipid máu hỗn hợp làm giảm lượng cholesterol cho gan việc giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim chống chỉ định khi dùng thuốc etivas quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc bệnh gan thể hoạt động hoặc tăng transaminase huyết tương kéo dài không rõ nguyên nhân thai kỳ và cho con bú Dùng kết hợp với các thuốc ức chế mạnh CYP3A4 như itraconazole, Ketoconazone, posaconazole, thuốc ức chế HIV protease, boseprivir, telaprevir, erythromycin, clarithromycin, telithromycin và nefazodone. Dùng kết hợp với gemfibrozil, cyclosporin hoặc Danazone. Bệnh cơ thứ phát do dùng các thuốc hạ lipid khác Liều dùng và cách dùng thuốc Etivas Cách dùng Chỉ dùng cho người lớn, không dùng cho trẻ em. Bệnh nhân nên có chế độ ăn kiêng cholesterol trước khi bắt đầu dùng thuốc và nên tiếp tục ăn kiêng trong thời gian điều trị. Liều dùng nên cụ thể hóa cho từng bệnh nhân dựa trên nồng độ LDLC ban đầu, mục đích điều trị và đáp ứng của bệnh nhân. Nên uống thuốc một lần duy nhất vào buổi tối, cùng hoặc không cùng thức ăn khuyên cáo bắt đầu điều trị với liều thấp nhất mà thuốc có tác dụng. Liều dùng Liều dùng uống 1 đến 4 viên trên ngày, dùng theo chỉ định của bác sĩ. Lưu ý khi sử dụng thuốc Etivas Cần cân nhắc khi dùng thuốc thuộc nhóm statin đối với bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương cơ. Thuốc thuộc nhóm statin có nguy cơ gây ra các phản ứng có hại đối với hệ cơ như teo cơ, viêm cơ. Đặc biệt đối với các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như bệnh nhân trên 65 tuổi, Bệnh nhân bị bệnh thiểu năng tuyến giáp không kiểm soát. Bệnh nhân bị bệnh thận. Cần theo dõi chặt chẽ các phản ứng có hại trong quá trình dùng thuốc. Tác dụng phụ của thuốc Etivas Dối loạn hệ thần kinh, không phổ biến, chóng mặt, đau đầu. Dối loạn đường tiêu hóa, không phổ biến, đau bụng, khó chịu ở bụng, đau bụng trên, chứng khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn, nôn. rối loạn da và mô dưới da, không phổ biến, phát ban, ngứa. Rối loạn cơ xương khớp, không phổ biến, đau khớp, co cơ, yếu cơ, khó chịu cơ vân, đau cổ, đau tứ chi. Rối loạn toàn thân và tại chỗ, không phổ biến, suy nhược, mệt mỏi, phù ngoại biên. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Tương tác thuốc Etivas. Thuốc ức chế mạnh cip 3 a 4 như itraconazole, ketoconazole, posaconazole, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, ức chế protease HIV, bosceprevir, telaprevir, nefazodone. Gemfibrozil, cyclosporin hoặc Danazone. Gemfibrozil trong một nghiên cứu dược động học sử dụng kết hợp Gemfibrozil gây tăng tổng nồng độ ezetimibe khoảng 1,7 lần và không có ý nghĩa lâm sàng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Etivas, đồng thời biết cách sử dụng Etivas sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.